Em xin chào anh em nha. Hôm nay em mới về được một con cắt sắt của Hitachi nha anh em. Thì cắt sắt này nó xài đá là đá 405 nha anh em. Đây ha, ngoại hình phía sau của máy nha anh em. Đó. Thì giờ em xin đọc cái thông số máy cho anh em mình nha. Cắt sắt Hitachi mã là CC16 nha, điện là điện 100V ha. Con này công suất nó là 3 công suất thì không có ghi nha anh em, nhưng mà công suất là trên 1000 ha. Dòng tua là 4000 3 dòng trên phút nha anh em. Đó. Thì nó xài đá là đá 405 nha. Đó, màu zin nguyên bản của máy luôn nha anh em. Đó. Đó, thì cái này máy về thì có đá dính theo máy luôn nha, thì em gắn đá cho anh em mình nha. Đó. Máy đi Japan luôn ha. Đá của nó 405 luôn nha anh em. Đó. Giờ em test máy cho anh em mình xem ha. Đó. Máy hoạt động là ok luôn nha anh em. Đó, có đá theo máy luôn ha. Đó, ngoại hình này là zin của máy luôn nha anh em, máy zin nguyên bản luôn ha. Thì nước sơn ở ngoài thì nó hơi chạy xuống, cái nó hơi bong, không ảnh hưởng gì nha anh em. Hàng bãi thì anh em biết ha. Thì máy móc mà trong bao đồ thì nó cắn máy đồ thì nó hơi chạy xước rồi ha, thì chuyện bình thường nha anh em. Đó, chủ yếu là vô to rồi là zin nguyên bản hết ha. Đó, máy zin nguyên bản ha, nước sơn này nước sơn zin nha. Thì anh em quan tâm đến con cắt sắt Hitachi này liên hệ em nha. Cảm ơn em.